Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, sau một tuần xét xử, 70 người gây ra vụ hỗn chiến bảo kê đất ở Phú Quốc vừa được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án. Trong hơn một giờ được nói lời sau cùng, các bị cáo đã gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại, bày tỏ sự ăn năn hối hận, nhận thức được sai phạm và mong được hưởng khoan hồng của pháp luật. Nói lời sau cùng, bị cáo Đoàn Thiên Long 23 tuổi bị đề nghị án tử hình, đã xin lỗi gia đình bị hại tử vong và những bị hại khác trong vụ án. Trong suốt thời gian bị tạm giam, bị cáo đã thông suốt ăn năn với hành vi sai phạm, mong hội đồng xét xử cho cơ hội để được trở về chăm sóc cha mẹ và làm lại cuộc đời. Đoàn Thiên Long là một trong những giang hồ được Nguyễn Văn Thái, tức là Thái Bus, tham gia hợp đồng bảo kê 4 tỷ đồng để người đang tranh chấp khu đất 2,2 hectare đến đo đạc. Bị cáo Nguyễn Văn Thái, tức là Thái Bus, 36 tuổi, bị đề nghị án chung thân, nói rất ăn năn hối hận về những hành vi gây tổn hại cho gia đình bị hại. Thái nói bị cáo xin lỗi tất cả các gia đình bị hại, nhất là gia đình bị hại Hải và bị hại Thư. Bị cáo xin hội đồng xét xử giảm án để bị cáo có thời gian quay về để phụng dưỡng cha mẹ già, vợ và con nhỏ. Bị cáo Phạm Anh Hiếu, 34 tuổi, bị đề nghị án chung thân, cũng nói rất hối hận về hành vi của mình. Bị cáo xin nhận trách nhiệm về hậu quả đã gây ra. Xin hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo một mức án có thời hạn để bị cáo sớm trở về với gia đình, làm lại cuộc đời. Bị cáo Bùi Đức Ngọc, 32 tuổi, bị đề nghị mức án chung thân, xin lỗi và gửi lời chia buồn đến gia đình bị hại, mong hội đồng xét xử cho cơ hội hưởng sự khoan hồng của pháp luật, có cơ hội trở về làm lại cuộc đời. Bị cáo Bùi Minh Trung, 48 tuổi, tức Trung Cà Mau, đã xin lỗi gia đình bị hại và chính quyền địa phương vì vụ án của bị cáo mà làm ảnh hưởng. Vì một phút sai lầm mà trả giá rất lớn, mong hội đồng xét xử xem xét để bị cáo sớm về lại gia đình, được ra ngoài để có những việc làm tốt cho địa phương, cho xã hội. Trung nói các bị cáo còn lại đều ăn năn hối cải, mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Dự kiến ngày 31 tháng 1, hội đồng xét xử sẽ tuyên án. Thưa quý vị, phiên xét xử 70 bị cáo là những giang hồ cộng cán trong vụ nổ súng liên quan đến bảo kê đất ở Phú Quốc, Kiên Giang vẫn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Với sự liều lĩnh manh động bất chấp pháp luật, 70 bị cáo này sẽ phải nhận bản án như thế nào? Chúng tôi sẽ còn cập nhật trong các chương trình tiếp theo. Mời quý vị cùng đón xem. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.